Bỏ túi kinh nghiệm du lịch đảo Cô Tô, tự túc cho người mới siêu chi tiết. Được ví như Hawaii hay Maldives của Việt Nam, đảo Cô Tô là thiên đường du lịch biển đảo của vùng Đông Bắc Việt Nam với các bãi biển xanh trong, cát trắng cùng với phong cảnh tuyệt đẹp của những cánh rừng nguyên sinh, hồ nước, cuộc sống bình dị của người dân trên đảo. Chưa kể đến nơi đây còn có vô vàn góc check-in xịn sò làm mê hoặc tâm hồn vào lữ khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Đây chính là tọa độ du lịch, nghỉ dưỡng lý tưởng nhất vào mùa hè. Với tất cả những lý do trên thì việc săn kinh nghiệm đi đảo Cô Tô là rất cần thiết đấy nhé. Đầu tiên, về phương tiện di chuyển. Nằm cách Hà Nội chỉ khoảng hơn 200 km, nên nếu ở các tỉnh miền Nam thì bạn có thể di chuyển ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội đi Cô Tô. Xe khách là phương tiện di chuyển được nhiều du khách lựa chọn nhất trong chuyến du lịch Cô Tô tự túc của mình và giá thành khá rẻ của nó. Bên cạnh đó, nếu bạn đi theo nhóm nhỏ, muốn tự chủ động trong việc di chuyển và tận hưởng sự riêng tư cùng nhau thì lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn là những chiếc xe limousine. Xe máy cũng là hình thức di chuyển được khá nhiều bạn trẻ đam mê đi phượt ưa thích. Sau khi tới cảng Cái Rồng, bạn có thể lựa chọn tàu gỗ hoặc tàu cao tốc để di chuyển ra đảo Cô Tô. Tại Cô Tô cũng có đa dạng phương tiện cho bạn lựa chọn như xe điện, xe máy, xe đạp, đò và tàu. Nếu bạn muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ nóng bỏng trên những bãi cát trắng, tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ và đắm chìm vùng vẫy trong làn nước trong xanh, mát mẻ thì thời điểm lý tưởng nhất để tới Cô Tô là từ tháng 4 cho đến tháng 8 trong năm. Trong thời gian này, ngoài được thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, bạn còn có cơ hội tham gia vào những trò chơi dưới nước cực kỳ vui và thú vị tại nơi đây. Còn nếu bạn đơn giản chỉ muốn tìm một địa điểm để tìm đến tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn hiếm có, khởi động lại cơ thể và tâm hồn sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật, thì thời điểm hoàn hảo nhất dành cho bạn và gia đình chính là những tháng cuối thu như tháng 9, tháng 10. Lưu ý rằng, Cô Tô vào tháng 7 sẽ rất dễ đón những cơn bão từ đại dương và chịu ảnh hưởng khá lớn tại nằm ngay giữa biển. Nên nếu những du khách có ý định đi du lịch vào thời điểm này, nên cân nhắc kỹ và thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết nơi đây. Thời điểm từ tháng 10 cho đến tháng 3 cũng là thời gian mà miền Bắc bước vào mùa mưa dài, nên bạn sẽ khó có thể khám phá trọn vẹn Tô Cô thời gian này. Là quần đảo giữa đại dương với những hòn đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh, Cô Tô nổi tiếng với những phong cảnh, địa điểm vui chơi, thăm thú đặc biệt xinh đẹp nơi đây, khi sở hữu những bãi biển xanh trong vắt, những cung đường phủ đầy cây xanh đầy thơ mộng nơi đây. Trước tiên, không thể không nhắc đến, đó là bãi biển Ván Chày, là bãi biển được xếp hạng là bãi biển đẹp nhất Cô Tô khi sở hữu một bãi tắm cát trắng trải dài, bãi biển trong xanh, không gian vẫn giữ được vẹn nguyên nét hoang sơ, mộc mạc của thiên nhiên đất trời. Vô cùng thích hợp để bạn tổ chức camping hay những buổi team building đầy vui nhộn đấy nhé. Kế tiếp là bãi biển Hồng Van, nằm khá xa trung tâm thị trấn, cũng không có những con sóng lớn như ở Ván Chày, nên Hồng Van là điểm đến thích hợp cho những du khách muốn tìm đến đây đơn thuần chỉ để dạo biển, thả hồn vào trong những làn gió mát mẻ, nhuốm hơi thở biển cả, tay trong tay tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm có này. Bãi tắm Tình Yêu là bãi tắm còn khá mới nằm ngay trong thị trấn, nhưng nơi đây cũng là một trong những địa điểm khá được yêu thích với những bạn trẻ bởi các cung đường tuyệt đẹp chạy xung quanh bãi biển cùng vị trí thuận tiện dễ dàng di chuyển. Lạc vào chốn thiên đường trên mặt đất với đảo Cô Tô Con, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cô Tô mà bạn không thể bỏ lỡ trong kỳ nghỉ của mình trên hòn đảo xinh đẹp này. Nằm cách đảo Cô Tô khoảng hơn 1 km, du khách muốn đến Cô Tô Con bắt buộc phải di chuyển bằng tàu hoặc thuyền thì mới tới nơi được. Là hòn đảo không có người sinh sống nên nơi đây vẫn giữ được nguyên vẹn nét hoang sơ, mộc mạc nhất của thiên nhiên. Khi tới bãi đá Cầu Mị vào sáng sớm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tầm nhìn tuyệt đẹp với đại dương bao la sóng vỗ, là địa điểm hoàn hảo dành cho những buổi săn bình minh và mang đến cho bạn những bức ảnh check-in sống ảo thực chất. Tọa lạc tại vị trí cao nhất trên đảo, không khó hiểu khi trạm hải đăng Cô Tô trở thành địa điểm check-in và ngắm cảnh được nhiều bạn trẻ săn đón và tìm đến thăm thú nhất. Đứng trên lan can của ngọn hải đăng cao chót vót có lẽ sẽ là một trải nghiệm du lịch Cô Tô hơi run chân đối với một vài du khách, nhưng yên tâm là cảnh biển phía xa xa cùng khung cảnh hùng vĩ như thu gọn cả hòn đảo vào tầm mắt bạn sẽ là món quà đáng giá dành cho bạn đấy. Mang đến thương nhớ cho những du khách khi đặt chân đến nơi đây không chỉ bởi cảnh sắc tuyệt đẹp của biển cả, thiên nhiên, sự thân thiện của những người dân nơi biển đảo, ẩm thực nơi đây cũng vô cùng đa dạng, hứa hẹn đem đến cho bạn những vấn vương khó quên về các món ăn hải sản Cô Tô cực kỳ tươi ngon và hấp dẫn. Ốc móng tay, một trong những món ăn không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến Cô Tô. Mặc dù phổ biến ở nhiều nơi, nhưng ốc móng tay ở Cô Tô mang một hương vị gì đó rất riêng.
Ốc ở đây thường béo hơn, thịt ngọt thanh, giòn sần sật mà không nồng mùi tanh đặc trưng của hải sản. Đến với Cô Tô, bạn không thể bỏ qua những món ăn làm từ mực tươi tại đây. Nổi tiếng thơm ngon, dai thịt, được ngư dân đánh bắt tươi sống hàng ngày trên biển, sau đó được đưa tới những nhà hàng trên đảo, chế biến thành những món đặc sản hấp dẫn như mực xào me, mực hấp, mực nhồi thịt. Hàu là một món ăn không quá đắt đỏ mà lại cực kỳ thơm ngon, hấp dẫn, nên rất được ưa thích bởi những du khách khi đến Cô Tô du lịch. Một bữa tối bên bờ biển lộng gió cùng những con hàu được bọc giấy bạc nướng trên bếp than hồng sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn và gia đình trong kỳ nghỉ của mình đấy. Bề bề là một loại hải sản có họ nhà tôm nhưng thân dẹt, vỏ sát và có vị ngọt đậm đà hơn tôm nên thường được các nhà hàng chế biến thành món cháo thơm ngon bổ dưỡng. Bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng với bát cháo bề bề nóng hổi ngọt đậm đà sẽ là một gợi ý không tồi cho bạn trên hòn đảo Cô Tô xinh đẹp này trong kỳ nghỉ của mình. Một trong những món ăn đặc sản Cô Tô nổi tiếng giàu dinh dưỡng và có giá thành cực cao là xá sùng. Xá sùng có hình dạng giống con giun, đặc biệt do rất khó đánh bắt nên xá sùng thường có giá khá cao. Bù lại, đây là món ăn chứa rất nhiều dinh dưỡng, mang vị ngọt thanh không món hải sản nào có. Đến với Cô Tô, không khó cho bạn khi muốn tìm kiếm những nơi dừng chân từ khách sạn cao cấp, sang trọng cho đến những nhà nghỉ, homestay bình dân, giản dị. Một số khách sạn và homestay Cô Tô được khá nhiều du khách lựa chọn khi đến nơi đây có thể kể đến như Golden Cô Tô Hotel, Cô Tô Starlight Boutique, Tuần Vũ Cô Tô Hotel, Cô Tô Garden, Cô Tô Life Mini Resort. Đối với những du khách đi du lịch tại Cô Tô thì việc chọn được một nơi dừng chân, nghỉ ngơi uy tín rất quan trọng. Bởi vậy, hãy cân nhắc và tham khảo kỹ trước khi book phòng. Để tiện lợi thì bạn cũng có thể tham khảo qua một số nơi đặt phòng khách sạn resort uy tín như Kênh Homestay, Review Villa hay Tico Travel để có những trải nghiệm an tâm và an toàn nhé. Và đừng quên liên hệ số hotline 0943 333 333 để nhận ngay những siêu ưu đãi mới nhất. Với những thông tin chi tiết về du lịch đi đảo Cô Tô tự túc cho người mới đã được cung cấp, bạn có cảm nhận như thế nào về nơi đây? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần comment cho chúng mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe để xem thêm những video thú vị về trải nghiệm du lịch của Tico Travel nhé!